Quý vị và các bạn thân mến, Lạng Sơn là một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống. Mỗi dân tộc đều có một loại hình văn hóa riêng. Trong đó, hát then của người Tày ở huyện Bắc Sơn là một trong những tài sản vô giá, góp phần làm phong phú thêm bản sắc của quê hương xứ Lạng. Với những giai điệu then ngọt ngào sâu lắng, hòa quyện trong tiếng đàn tính, giai điệu then làm say đắm lòng người. Nghệ thuật hát then của người Tày ở Bắc Sơn chính là cái nôi để gìn giữ kho tàng tín ngưỡng then của người Tày xứ Lạng. Trong chương trình ca nhạc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số làn điệu then do các diễn viên không chuyên thuộc câu lạc bộ đàn và hát dân ca xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn biểu diễn. Chiều mênh mang biên giới, anh nhớ về xứ Lạng, gặp người yêu năm xưa, soi bóng bên kỳ cung, dòng nước đỏ đợi trông. Đừng quên anh về Lạng Sơn với em. Anh đã hẹn cùng em, mùa trắng non cũng mới, thơm áo tràm mới nhuộm. Sương dài vô bồng bềnh lãng trong nhau. Đừng quên anh về Lạng Sơn với em. Lạng Sơn có phố kỳ lừa, có nàng tô thủy, có chùa Tam Thanh. Người thương ơi về Lạng Sơn với em. Anh nhớ về Lạng Sơn chiều mênh mang biên giới, anh nhớ về xứ Lạng. Gặp người yêu năm xưa, soi bóng bên kỳ cung, dòng nước đỏ đời trông. Đừng quên anh về Lạng Sơn với em. Anh đã hẹn cùng em, mùa trắng non cũng mới, thơm áo tràm mới nhuộm, gửi câu suy theo trăng. Tắm ướt sương dài hồ bồng bềnh lãng trong nhau. Đừng quên anh về Lạng Sơn với em. Trong vắt trời Lạng Sơn thênh thang bài ca mới, em hát về xứ Lạng tặng anh câu ru xưa. Bỡ ngỡ bên kỳ cung lời tình tấu yêu thương. Người thương ơi về Lạng Sơn với em.
quay xa hát gầy đàn tính đang xì xuân hà hôm đàn tính thua vang ông hang rào xiên càng sao bao cần thầy đàn tàu chính xiên phi đàn tàu chính sam sai người thầy em có cây đàn tàu tính dây đùng dây cho dây của mẹ còn dây nằm giữa cha mẹ dành cho con cùng to mà
hèn khá, riêng dươn bán việc là việc nặng, tuần mỏi gần say khó mà đi âm thương. Qua so ấn bươn chiếng ngói an trải phần đá cao bán một đường thà khảo sát xà mục nhổ khâu cảm biết dù hai đá đổ quần đổ quần non phần ngủ bươn ấn trang đủ trang hình thần hừ cho bạn thầy ơi bò mẹ ơi mỗi trăm khái này là khái lăng ơi hay là ngược áo quan mưa tua thế ơi mẹ thêm gọi cả cho đầy lòng vừa câu ăn số áo quan chẳng ở đây rồi phần rồi phần mẹ thô mời thêm thầy hấn phang chả có óc khói màng mà lấy ơi mình cả nắng đầm xin trải cà phê áo jean mà hun hun đều đều tuôn điếu lùng cà thân ấy trứng trắng trải ôm nắng ơi sẵn lao phiền mà hắn chàng xin tại tua phi lao xin mà khâu na chữ cả mà cho phiền giờ thân tổ sư pháp sư tổ khảo công tằng thắp đáy ngoằn phước lược đẩy ngoằn đây ngoằn nấy tông nhịch bơn cấu lục pháp mì vàm lục nam mì tiếng khỏi so pháp sư tổ sư giáng lồng đàn tràng khai bác lục nam khai vàm mới lục pháp tay nhằng lục pháp pây cứu nhân lục nam pây độ thế tay nhằng nhà cửa bình an tu rườn hôn hỉ dạ. Nhằng câu mưa ba vị đứng phần quan âm đứng phan sinh ca đứng phần vua cha ngọc hoàng thái thương lao quân thế thiên thái thành nguyên là thiên đại thành Thank you.
vẫn tâm lao ca em ơi tâm tin cầu thầm theo quan dồn cánh khẩu hồng theo chùa em ơi thầm cầu thầm cưa thầm nữa thầm kêu kêu rằng 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 quân pháp đã kêu tân binh quân binh đã kêu rằng rằng băng rùa băng đôi bên đông rùa đông rằng 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 thuông à thuông bao ơi thuông ơi khoai âu lừa ô khang khắc âu lừa ô khang tàng âu lừa ô biên tháng 10. Dạ. Quân pháp long thần quân binh long đan rằng rặc. Dạ. Ớ mà nhằng chúc cho đội văn nghệ hát then đàn tính xã Quỳnh Sơn. Dạ. Ngày một phát triển đi lên nhé. Dạ. Kêu rằng rằng băng rùa băng đôi bên đồng rùa đồng rằng rằng rằng